Pháo tự hành Caesar do nhà sản xuất vũ khí Nestor System phát triển từ những năm 1990 và bắt đầu biên chế cho lục quân Pháp từ tháng 7 năm 2008. Mỗi cỗ pháo Caesar có giá khoảng 5 triệu euro và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Caesar là pháo tự hành bánh lốp, sử dụng pháo cỡ nòng 155mm đặt trên nhiều khung gầm xe cơ sở khác nhau, từ 6x6 đến 8x8. Tầm bắn 35-42km tùy từng loại đạn. Pháo Caesar thế hệ mới hiện có thể bắn được cả đạn thông minh. Pháo tự hành Caesar có tổng cộng 500 bộ phận, nặng 17,7 tấn, đặt trên khung gầm xe tải bọc thép 6 bánh lốp, chiều dài 10m, rộng 2,55m, cao 3,7m. Việc sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp giúp pháo có khả năng cơ động cao hơn, khối lượng nhẹ hơn và dễ bảo dưỡng sửa chữa hơn so với sử dụng khung gầm bánh xích. Cabin của xe bố trí được 5 người và được bọc thép nhằm bảo vệ kíp chiến đấu khỏi các loại đạn 7,62mm và mảnh pháo. Trên nóc cabin có thể gắn một khẩu súng máy 12,7mm nhằm bảo vệ tầm gần. Tốc độ bắn đạt từ 6 phát trên phút, tầm bắn 34km. Caesar có thể bắn loạt 3 phát trong 18 giây do được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động. Thiết bị này còn được trang bị hệ thống thông tin chiến thuật tiên tiến, hệ thống điều khiển hỏa lực kiểu module, hệ thống ngắm bắn tự động, hệ thống định vị đường đạn Sigma 30, hệ thống định vị toàn cầu GPS cùng nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại khác. Do vậy, thời gian chuyển trạng thái của toàn bộ hệ thống chỉ có 50 giây, phù hợp với tác chiến phản ứng nhanh, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu tác chiến của chiến trường hiện đại hóa.